chào các anh chị và chào toàn thể các sĩ tử 2K6 đã hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua. Hôm nay em rất vinh dự khi được chọn là một trong những học sinh ưu tú của thầy Minh đứng đây và phát biểu đôi lời với mọi người. Thật ra thì bản thân em từ hồi lớp 10, trước khi bước vào lớp 10 thì em đã phân vân không biết nên chọn vào khối A hay khối D. Bản thân em thì muốn vào khối A bởi vì em đã đam mê môn lý từ khối cấp 2 nhưng mà lại sợ bởi vì là không có nhiều kiến thức trong môn hóa. Nên là em đã quyết định chọn vào ban D. Nhưng mà trong quá trình học tập thì trước khi mà lên lớp 12 em đã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ cố gắng để theo đuổi ban A, thi đại học vào ban A và cố gắng thử sức mình trong cái môn hóa học. Và trong quá trình đấy thì tình cờ biết đến thầy Minh và thật sự luôn là kiểu các buổi học của thầy nó độc đáo, nó đặc biệt, với cả nó rất là buồn cười, kiểu như là vừa học vừa chơi ạ. Và thầy đã kiểu cho ra rất nhiều các mẹo hay mà từ đó mà em có thể bắt đầu làm được các bài tập dạng cơ bản và từ đó làm tiền đề cho em để mà học được các những bài dạng nâng cao hơn và vận dụng cao hơn. Thế nên là bây giờ em có thể mang điểm 10 để thay thầy được. Cảm ơn. Cảm ơn em.